tướng tốt, đầy đủ 40 cái răng, hàm trên 20 cái răng và hàm dưới 20 cái răng. 27. Tướng tốt, hai hàm răng đều đặn và khít vào nhau, không có kẽ hở. Hai tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người không nói lời đâm thọc chia rẽ, tránh xa lời nói đâm thọc chia rẽ, chỉ nói lời làm cho mọi người hòa hợp, đoàn kết, tin tưởng nhau, thương yêu nhau, ca tụng tình đoàn kết thương yêu nhau, hoan hỷ khi mọi người đoàn kết gắn bó với nhau. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát thiên nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót có được hai tướng tốt của bậc đại nhân. Đầy đủ 40 cái răng, hàm trên 20 cái răng và hàm dưới 20 cái răng. Hai hàm răng đều đặn và khít vào nhau, không có kẽ hở. Đức Bồ Tát có hai tướng tốt này. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy sống tại gia, thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có bốn biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là các thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển Luân Thánh Vương không bị chia rẽ mà đoàn kết gắn bó với nhau. Các thuộc hạ tùy tùng đó là các hoàng tử, các quan, các tướng lĩnh, các quân lính, các nhóm bà la môn, phú hộ, toàn thể thần dân thiên hạ trong nước đều đoàn kết gắn bó với nhau, chỉ một lòng trung thành tuyệt đối với Đức Chuyển Luân Thánh Vương mà thôi. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà, đi xuất gia, thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật đoàn kết gắn bó với nhau. Các hàng thanh văn đệ tử đó là chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, nhân loại, chư thiên, long vương, chư phạm thiên đều đoàn kết gắn bó với nhau. Chỉ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật mà thôi, một lòng lo phụng sự tam bảo, duy trì chánh pháp của Đức Phật. 28. Tướng tốt, lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên đến chân tấp, và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 29. Tướng tốt, giọng nói như giọng phạm thiên, rõ ràng, trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim cá rá vi cá. Hai tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người không nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc, tránh xa lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Chỉ nói lời không có lỗi, nghe êm tai, làm hài lòng người nghe. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát thiên nam ấy chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót có được hai tướng tốt của bậc đại nhân. Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên đến chân tấp, và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. Giọng nói như giọng phạm thiên, rõ ràng, trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim cá rá vi cá. Đức Bồ Tát có hai tướng tốt này. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy sống tại gia,
thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có bốn biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là lời nói của Đức Chuyển Luân Thánh Vương được phần đông mọi người tin theo. Phần đông mọi người đó là các hoàng tử, các quan, các tướng lĩnh, các quân lính, các nhóm bà la môn, phú hộ, toàn thể thần dân thiên hạ đều tuyệt đối tin theo lời của Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà, đi xuất gia, thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là lời giáo huấn của Đức Phật được tất cả các hàng thanh văn đệ tử tin theo. Các hàng thanh văn đệ tử đó là chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, nhân loại, chư thiên, long vương, chư phạm thiên tin theo lời giáo huấn của Đức Phật. 30. Tướng tốt, cái cằm giống như cằm sư tử chúa. Tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người không nói lời vô ích, tránh xa sự nói lời vô ích, chỉ nói lời có ích hợp thời, lời chân thật, có ý nghĩa sâu sắc, hợp với pháp, hợp với luật, có chứng cớ rõ ràng, đem lại sự lợi ích thật sự. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát Thiên Nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót có được tướng tốt của bậc đại nhân. Cái cằm giống như cằm sư tử chúa. Đức Bồ Tát có tướng tốt này. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có bốn biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là không một kẻ thù nào có thể gây hại đến Đức Chuyển Luân Thánh Vương được. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là không có kẻ thù bên trong là phiền não, tham, sân, si. Không có kẻ thù bên ngoài là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, hoặc không một ai trong đời có thể gây tai hại đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác được. 31. Tướng tốt. Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp. 32. Tướng tốt. Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. Hai tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người không sống theo tà mạng, chỉ sống theo chánh mạng mà thôi. Tránh xa mọi cách lừa đảo như cân gian, đồ giả, đông thiếu, lừa dối, tráo trở. Tránh xa sự trộm cắp, cướp của, giết người. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát Thiên Nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót có được hai tướng tốt của bậc đại nhân. Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp. Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. Đức Bồ Tát có hai tướng tốt này. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy sống tại gia, thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có bốn biển làm ranh giới. Có đầy đủ thất báo,
là Lâm Sa Báo, Voi Báo, Ngựa Báo, Ngọc Báo, Chánh Cung Hoàng Hậu Báo, Phú Hộ Báo và Thừa Tướng Báo. Có hơn 1.000 hoàng tử đều là những người anh hùng dũng cảm, có khả năng dẹp tan mọi đội quân của kẻ thù. Đức Chuyển Luân Thánh Vương có khả năng thắng mọi kẻ thù bằng thiện pháp, không dùng đến quyền lực hình phạt, không dùng đến khí giới, trị vì trên toàn cõi đất nước. Toàn thể thần dân thiên hạ sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng, không có chiến tranh, không có trộm cắp, cướp của giết người. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển Luân Thánh Vương đều có đại thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não, thân tâm được an lạc. Thuộc hạ tùy tùng đó là Chánh Cung Hoàng Hậu, các hoàng tử, các công chúa, các quan cận thần, các tướng lĩnh, các nhóm bà la môn, dân chúng trong thành, ngoại thành, toàn dân trên toàn cõi đất nước đều có đại thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não, thân tâm thường được an lạc. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà, đi xuất gia, thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác đều có đại thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não. Bởi vì bậc thánh thanh văn đệ tử đã diệt tận được phiền não, tham ái. Các hàng thanh văn đệ tử đó là chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, các hàng cận sự nam, cận sự nữ, chư thiên, chư phạm thiên là những bậc thánh nhân. Dù những hàng thanh văn đệ tử còn là phàm nhân chưa phải bậc thánh nhân, nhưng họ cũng có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp phát triển và tăng trưởng, có đại thiện tâm trong sáng. Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp đó là tất cả mọi thiện nghiệp và mọi bất thiện nghiệp, ác nghiệp là của riêng mỗi một chúng sinh, không có liên quan với chúng sinh nào khác cả. Quả của nghiệp đó là quả của đại thiện nghiệp, quả của bất thiện nghiệp, ác nghiệp là không chỉ riêng của chúng sinh ấy mà còn có thể liên quan, ảnh hưởng gián tiếp đến chúng sinh khác thân cận nữa. Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh là một trong bốn điều bất khả tư nghị. Mọi chúng sinh nên tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, hoặc có chánh kiến nơi nghiệp của mình mà thôi. Trong tam giới, duy nhất chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới có trí tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ được nghiệp và quả của nghiệp, không chỉ đối với Đức Phật mà còn đối với tất cả mọi chúng sinh muôn loài nữa. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Thái tử Siddhartha, kiếp chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, là quả của 30 pháp hạnh ba la mật. Đó là dục giới đại thiện nghiệp mà vô số tiền kiếp của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Thái tử Siddhartha đã từng thực hành, tích lũy 30 pháp hạnh ba la mật, trải qua vô số kiếp, suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Kể từ thời kỳ phát nguyện ở trong tâm, khoảng thời gian suốt 7 A Tăng Kỳ, đến thời kỳ phát nguyện ra bằng lời nói, khoảng thời gian suốt 9 A Tăng Kỳ, cho đến thời kỳ được Đức Phật Dipankara thọ ký, xác định thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Trong suốt khoảng thời gian gồm có 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành bồi bổ đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật. Đó là dục giới đại thiện nghiệp, có mục đích cứu cánh cuối cùng trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 30 pháp hạnh ba la mật đó là dục giới đại thiện nghiệp đã được lưu trữ tích lũy ở trong tâm liên tục từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp chót, cho quả tái sinh làm người, là kiếp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác,
Thái tử Siddhartha. Khi Đức Bồ Tát sinh hạ ra đời, có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Đức Phật dạy trong kinh Lakkhanasutta, mỗi tướng tốt đều do quả trực tiếp của mỗi đại thiện nghiệp pháp hạnh ba la mật, được biểu hiện nơi kim thân của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót, đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Vì vậy, các vị Bà La Môn trí thức, học rộng, hiểu biết bộ sách xem tướng của dòng dõi Bà La Môn mới có thể tiên đoán biết Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái tử Siddhartha khi trưởng thành sẽ đi xuất gia và chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thật vậy, đúng theo lời tiên đoán của các vị Bà La Môn trí thức, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái tử Siddhartha từ bỏ cung điện đi xuất gia năm 29 tuổi và trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác năm 35 tuổi. Đó là quả của 30 pháp hạnh ba la mật dục giới đại thiện nghiệp. Quả của dục giới đại thiện nghiệp, 30 pháp hạnh ba la mật ấy không chỉ trực tiếp riêng cho Đức Phật mà còn có ảnh hưởng tốt gián tiếp đến các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật từ thế hệ xưa cho đến thế hệ ngày nay và còn tiếp tục đến thế hệ mai sau cho đến khi giáo pháp của Đức Phật bị mai một hoàn toàn. 80 tướng tốt phụ của Đức Bồ Tát kiếp chót. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Cho nên khi đản sinh ra đời, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Như trong bài kinh Atanatiyasutta có câu kệ: chư Phật có đầy đủ 18 đức, 32 tướng tốt bậc đại nhân, cùng trọn vẹn 80 tướng tốt phụ. Chư Phật cao thượng cả thân lẫn tâm. Trong bộ Jinalankaratika trình bày 80 tướng tốt phụ của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác như sau. 1. Bốn ngón tay dài bằng nhau, trừ ngón cái, khích vào nhau, và năm ngón chân dài bằng nhau, khích vào nhau, không có kẽ hở. 2. Ngón tay, ngón chân từ gốc đến đầu thon mềm mại. 3. Ngón tay, ngón chân tròn trịa xinh đẹp. 3 tướng tốt phụ của ngón tay, ngón chân. 4. Móng tay, móng chân đỏ hồng như ngọc. 5. Móng tay, móng chân cao nhọn hơi cong. 6. Móng tay, móng chân đẹp hoàn toàn. 3 tướng tốt phụ của móng tay, móng chân. 7. Hai mắt cá bàn chân không lộ rõ. 8. Hai bàn chân, mỗi bàn chân có 5 ngón dài bằng nhau. 9. Dáng chân bước đi đẹp như bước chân của voi chúa. 10. Dáng chân bước đi thu thúc như sư tử chúa. 11. Dáng chân bước đi khoan thai như con hạc chúa. 12. Dáng chân bước đi khoan thai như con bò chúa. 13. Chân phải bắt đầu bước đi trước. 5 tướng tốt phụ về dáng đi. 14. Hai đầu gối tròn trịa đẹp. 15. Đầy đủ tướng tốt của đàn ông. 16. Lỗ rốn tròn trịa không có nếp nhăn. 17. Lỗ rốn sâu. 18. Lỗ rốn xoay tròn khu ốc bên phải. 3 tướng tốt phụ của lỗ rốn. 19. Hai cánh tay, hai ống chân thon giống như vòi của con voi. 20. Kim thân trên dưới cân đối xinh đẹp. 21. Toàn kim thân từ trên xuống dưới, các bộ phận rất xinh đẹp. 22. Toàn kim thân không có tỳ vết. 23. Kim thân không mập, không gầy, cân đối. 24. Toàn kim thân không có nếp nhăn. 25. Toàn kim thân không có nốt ruồi, tàn nhang, vân vân. 26. Các bộ phận trong cơ thể trước sau xinh đẹp. 27. Toàn thân có da sạch sẽ trong sáng như vàng ròng. 9 tướng tốt phụ của thân. 28.
Đức Phật có sức mạnh bằng 10 tỷ con voi khỏe mạnh. 29. Lỗ mũi cao và dài, đầu mũi hơi nhọn. 30. Lợi răng đỏ đậm. 31. Hàm răng sạch sẽ. 32. Hàm răng đều đặn đẹp đẽ. Hai tướng tốt phụ của hàm răng. 33. Mắt, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn trong sáng thanh tịnh. 34. Bốn cái răng nhọn tròn trịa. 35. Đôi môi hồng đỏ như màu đỏ lúc rạng đông. 36. Miệng rộng. 37. Hai lòng bàn tay có chỉ tay sâu đậm rõ ràng. 38. Chỉ tay dài. 39. Chỉ tay ngay thẳng. 40. Đường chỉ tay đẹp. 4 tướng tốt phụ của bàn tay. 41. Toàn thân phát ra ánh sáng độ một sải. 42. Đôi má đầy đặn. 43. Đôi mắt dài và rộng. 44. Đôi mắt bên trong có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng và xám. Hai tướng tốt phụ của đôi mắt. 45. Lưỡi hồng mềm mỏng. 46. Đôi lỗ tai có trái tai dài. 47. Những dây thần kinh không gút mắt. 48. Những dây thần kinh chìm sâu. 49. Cái đầu đẹp tròn trịa. 50. Vầng trán rộng cao đẹp. 51. Đôi lông mày cong tự nhiên. 52. Đôi lông mày hình dáng đẹp. 53. Lông mày mềm mại. 54. Lông mày từ đầu đến đuôi cong tự nhiên. 55. Lông mày lớn đẹp. 56. Lông mày dài. 6 tướng tốt phụ của lông mày. 57. Kim thân trẻ trung tuyệt vời, không lúc nào thấy già. 58. Kim thân mát mẻ tuyệt vời. 59. Kim thân luôn luôn tỏa ra ánh sáng tuyệt vời. 60. Kim thân hoàn toàn sạch sẽ, không có dơ bẩn. 61. Kim thân mềm mại. 62. Kim thân trơn tru xinh đẹp. 63. Kim thân có mùi thơm. 7 tướng tốt phụ của kim thân. 64. Lông đều đặn. 65. Lông mềm mại. 66. Sợi lông uốn cong xoay bên phải. 67. Lông có màu xanh như bích ngọc. 68. Sợi lông tròn. 69. Sợi lông bóng láng. 6 tướng tốt phụ của sợi lông. 70. Hơi thở ra, hơi thở vào vô cùng vi tế. 71. Miệng có mùi thơm tho. 72. Tóc có màu xanh đen. 73. Tóc xoắn khu ốc bên phải. 74. Tóc hình dáng đẹp tự nhiên. 75. Tóc mềm mại. 76. Tóc không rối. 77. Tóc đều đặn. 78. Tóc bóng láng. 7 tướng tốt phụ của sợi tóc. 79. Trên đỉnh đầu tóc có mùi thơm tho. 80. Trên đỉnh đầu phát ra tia hào quang. Đó là 80 tướng tốt phụ của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Phật mẫu Mahamaya Devi Quy Thiên. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái tử Siddhartha đản sinh ra đời đến ngày thứ 7. Chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi Quy Thiên, bởi vì bà đã hết tuổi thọ. Chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi hưởng thọ được 56 năm 4 tháng 27 ngày ở cõi người. Sau khi bà Chánh cung hoàng hậu chết, dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm vị thiên nam tên Santusita trong cõi trời Tusita, đầu xuất đà thiên, tầng trời thứ tư trong 6 cõi trời dục giới. Chư thiên trong tầng trời thứ tư này
có tuổi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với thời gian cõi người bằng 576 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tu-si-tá này bằng 400 năm ở cõi người. Tuyển chọn nhũ mẫu. Đức vua Suddhodana truyền lệnh tuyển chọn nhũ mẫu để nuôi dưỡng thái tử Siddhartha. Những người đàn bà đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn có 240 người, nhưng chỉ có 60 bà được chọn trực tiếp là phục vụ thái tử. Ngoài ra, còn có 60 lính hầu và 60 vị quan trông coi việc nuôi dưỡng thái tử. Khi chánh cung hoàng hậu Maha Maya Devi quy thiên, Đức vua Suddhodana tấn phong bà Maha Pajapati Gotami, em của bà Maha Maya Devi, lên ngôi vị chánh cung hoàng hậu. Bà chánh cung hoàng hậu Maha Pajapati Gotami sinh hạ hoàng tử Nanda sau thái tử Siddhartha 2-3 ngày. Bà Maha Pajapati Gotami vốn là bà dì ruột của thái tử Siddhartha. Bà tự đảm đương địa vị nhũ mẫu nuôi dưỡng thái tử Siddhartha. Còn hoàng tử Nanda, con đẻ của bà, được giao cho nhũ mẫu khác nuôi dưỡng. Đức Bồ Tát thái tử Siddhartha trưởng thành bằng bầu sữa ngọt lành của nhũ mẫu chánh cung hoàng hậu Maha Pajapati Gotami. Cuộc đời Đức Bồ Tát thái tử Siddhartha. Năm thái tử Siddhartha được 16 tuổi thì Đức vua Suddhodana truyền ngôi báo cho thái tử. Trong buổi lễ đăng quang lên ngôi vua của thái tử Siddhartha và lễ thành hôn với công chúa Yasodhara, Đức vua Siddhartha tấn phong công chúa Yasodhara lên ngôi vị chánh cung hoàng hậu. Đức vua Bồ Tát Siddhartha trị vì đất nước được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp. Đức Thái Thượng Hoàng Suddhodana muốn Đức vua Siddhartha trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, không muốn Đức vua Bồ Tát Siddhartha từ bỏ cung điện đi xuất gia để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Cho nên, Đức Thái Thượng Hoàng truyền lệnh cho các quân lính không được để cho Đức vua Siddhartha nhìn thấy người già, người bệnh, người chết và bậc xuất gia. Đức vua Bồ Tát Siddhartha lên ngôi vua, an hưởng sự an lạc trên ngai vàng. Thời gian trải qua 12 năm, chưa từng thấy cảnh nào để phát sinh động tâm. Nguyên nhân Đức Bồ Tát đi xuất gia. Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian khiến Đức vua Bồ Tát quyết định đi xuất gia. Lần đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức vua Bồ Tát Siddhartha ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Trên đường đi, bỗng nhiên Đức vua Bồ Tát nhìn thấy một người già do chư thiên hóa ra để làm cho Đức vua Bồ Tát phát sinh động tâm. Thật vậy, Đức vua Bồ Tát chưa từng nhìn thấy người già như thế bao giờ, cho nên Đức vua Bồ Tát suy tư. Chắc chắn ta sẽ có sự già như thế, không thể tránh khỏi sự già được. Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn muốn đi du lãm nữa. Đức vua Bồ Tát truyền bảo quan đánh xe đưa Đức vua hồi cung. Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 10, Đức vua Bồ Tát lại ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Trên đường đi, lần này Đức vua Bồ Tát nhìn thấy một người bệnh, cũng do chư thiên hóa ra. Như lần trước, Đức vua Bồ Tát suy tư. Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thế, không thể tránh khỏi sự bệnh được. Tâm trạng u buồn, Đức vua Bồ Tát truyền lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức vua hồi cung. Lần thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 2, để vơi bớt nỗi buồn, Đức vua Bồ Tát lại ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Trên đường đi, bất chợt Đức vua Bồ Tát nhìn thấy một người chết, cũng do chư thiên hóa ra. Cũng như hai lần trước, Đức vua Bồ Tát suy tư. Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, không thể tránh khỏi sự chết được. Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức vua Bồ Tát truyền lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức vua hồi cung. Từ đó, Đức vua Bồ Tát lúc nào cũng suy tư về sự già, sự bệnh, sự chết. Đức vua Bồ Tát tự hỏi,
có con đường nào giải thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết hay không? Sở dĩ có sự già, sự bệnh, sự chết là vì có sự tái sinh. Ôi, sự tái sinh đáng kinh sợ thật. Lần thứ tư, 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 6, để khuây khỏa nỗi u buồn lo sợ trong lòng, một lần nữa, Đức Vua Bồ Tát ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Trên đường đi, Đức Vua Bồ Tát nhìn thấy một bậc xuất gia đang tĩnh tọa dưới cội cây, tỏ vẻ an nhiên tự tại. Cũng do chư thiên hóa ra để làm cho Đức Vua Bồ Tát nghĩ đến việc xuất gia. Thật vậy, khi Đức Vua Bồ Tát nhìn thấy bậc xuất gia, Ngài liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. Đức Vua Bồ Tát quyết định xuất gia ngay đêm ấy, để tìm con đường giải thoát khỏi sự tái sinh là giải thoát khỏi khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Hôm ấy, Đức Bồ Tát cảm thấy vô cùng hoan hỷ, nên Đức Bồ Tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Khi Đức Vua Bồ Tát hồi cung, ngay trong đêm ấy, Đức Vua Bồ Tát nghe tin Chánh Cung Hoàng hậu Yasothara đã sinh hạ hoàng tử. Tình thương con phát sinh trong tâm, Đức Vua Bồ Tát than rằng: sự ràng buộc lớn. Do đó, hoàng tử được đặt tên là Rahula. Mặc dù vậy, chí nguyện xuất gia của Đức Vua Bồ Tát vẫn không thay đổi. Đêm ấy, Đức Vua Bồ Tát tìm đến gặp Trang Ná, quan giữ ngựa thân tín, rồi bảo: này Trang Ná, đêm nay trẫm sẽ rời khỏi hoàng cung đi xuất gia. Khanh hãy sửa soạn cho trẫm con ngựa can đá cá ngay bây giờ, và nhớ không để cho một ai hay biết cả. Như vậy, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha lên ngôi vua trị vì đất nước được 13 năm.